mãi ý xuân mặn mà. Gieo hạt mầm yêu thương trên khắp vườn xuân, để muôn nhà muôn nơi ngạt ngào hương sáng xuân. Xem kia anh, màu xuân thấm khắp đất trời. Mình về quê thăm ba má phải không em? Mình mới quen mà anh làm gì non dữ vậy? Ba má anh nói nếu yêu ai thì phải lấy cho liền tài, còn nếu mà đợi tới ngày mai thì không chừng nó bye bye. Khắp nơi đang chào năm mới, giòn giả tiếng pháo đầu xuân. Hey, có em bên anh lòng phơi phới, ngày Tết càng thêm tưng bừng. Ôi ta nói là tưng bừng. Nối nhau vòng tay lớn, và nhạc phẩm vừa rồi là một sáng tác mới của nhạc sĩ Vũ Thanh, Vội Vàng Đón Xuân, như một lời chúc xuân gửi đến tất cả mọi người. Một mùa xuân mới lại đến sau một năm đầy biến động. Khi gặp biến cố, người ta thường nhớ về cố hương, về những điều tốt đẹp đã xảy ra trong quá khứ. Và trong mùa xuân Tân Sửu này, tất cả chúng ta đều mong mỏi có một mùa xuân tươi đẹp hơn, một mùa xuân an lành. Và chúng tôi cũng tin rằng là trong mùa xuân này, rất nhiều quý vị không thể sum vầy bên gia đình để có được một cái Tết đoàn viên, cũng giống như lời trong một bài hát. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ, mà tin con vẫn xa ngàn xa. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ, mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngày chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới. Ba ngày xuân đi khoe xóm riêng, con biết không về mẹ chờ em trông. Nhưng nếu con về
bạn bè thương mong. Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình em mầm, mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Mẹ ơi trong thời chính chiến, bao mùa xuân con chẳng về nhà. Thanh bình chưa kịp vui cùng mẹ, lại đành xa cách quê hương. Mẹ ơi bao mùa xuân đến, bao lần con mong mỏi ngày về. Xuân này con về quê tìm mẹ, thì mẹ giờ đã ra đi. Xuân này con về, mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân buồn thêm hắt hiu. Còn đâu năm tháng xưa thơ dại, giao thừa bên mẹ ngồi kể chuyện tích xưa. Xuân này con về, đâu xuân này con về, mẹ ở đâu? Khỏe là có Tết. Pfizer Pen, tinh hoa Nhật Bản. Mùa xuân là mùa khai hoa, là mùa của muôn hoa khoe sắc rực rỡ. Có thể cũng vì lẽ đó mà người ta thường ví mùa xuân như mùa của tình yêu, mùa của những sự vấn vương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Bên Em Mùa Xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An qua tiếng hát của nam ca sĩ Huỳnh Gia Tuấn và nữ ca sĩ Helena Hồng Ngọc. Thơm hương mùa xuân dịu dàng, sáng mây trời một màu xanh, em tươi cười và cùng anh đón xuân về. Giờ sương mai lóng lánh thế, lòng ai bâng khuâng vai kề. Trong nắng xuân mới áo hoa rực rỡ lụa mê, là dáng em đó hay nàng tiên ngoài khê? Em nghe xuân lời tơ vương, anh nghe em lời yêu thương ngỡ nghe là mình vui lên đi anh hỡi, ta yêu nhau trọn đời. Cầm tay cùng bước sang em yêu kiều,
hương mùa xuân dịu dàng. Sáng mây trời một màu xanh, em tươi cười và cùng anh đón xuân về. Giờ sương mai lóng lánh thế, lòng ai bâng khuâng vai kề. Trong nắng xuân mới áo hoa rực rỡ lụa mềm, là dáng em đó hay nàng tiên ngoài thềm. Em nghe xuân lời tơ vương, anh nghe em lời yêu thương ngỡ nghe lòng. Mình vui lên đi anh hỡi, ta yêu nhau trọn đời. Mùa xuân là tiếng hát em đến anh, mùa xuân là những ước mơ ngày xa. Mùa xuân hồng thắm má em hoa đào, mùa xuân là ánh mắt ai vừa trao. Tình yêu vừa trốn với em không thể, lời yêu người nói với anh còn say mê. Cầm tay cùng bước sáng em yêu kiều, bờ môi hàm tiếu hé nở chiếc hôn đầu. Cầm tay cùng bước dáng em yêu kiều, bờ môi hàm tiếu hé nở chiếc hôn đầu. Helena và Gia Tuấn xin kính chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Xin kính chào tất cả quý vị, xin phép đại diện MMG Studios mến chúc quý vị một mùa xuân an lành. Hôm nay rất hân hạnh giới thiệu tới quý vị một người bạn đại diện cho tập đoàn Fine Japan, cô Bell Thuận. Hello Bell. Xin chào Quốc Khanh và xin mến chào quý khán giả của MMG. Quốc Khanh ơi, hôm nay rất là hân hạnh cho Bell đại diện cho Fine Japan được ngồi đây và có những lời chia sẻ với lại Khanh. Thì thưa quý vị, có lẽ là chắc là Khanh cũng biết là trong thời gian vừa qua với những gì đã xảy ra thì mình lại càng thấy là sức khỏe chính là cái điều trân quý nhất trong cuộc sống. Và Fine Japan là đại diện từ một công ty đến từ Nhật Bản và đem đến những sản phẩm về sức khỏe thật tốt cho khách hàng cũng như là quý đồng hương của chúng ta khắp mọi nơi. Và rất là hân hạnh cho Fine Japan trong thời gian vừa qua đã được đồng hành cùng với lại Khanh cũng như là MMG đem đến những sản phẩm âm nhạc như là một cái món ăn tinh thần rất là quý giá. Và nhân dịp năm mới, Thiên Thơ cũng xin được phép chúc cho quý vị an khang, thịnh vượng cũng như là có một sức khỏe thật tốt. Và xin chúc cho MMG luôn luôn được khán giả yêu thương. Cảm ơn Bảo. Trở lại với chương trình Xuân An Lành, mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm Anh Đã Thấy Mùa Xuân Chưa, sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng qua hai giọng hát Nguyên Khang và Diễm Liên. Xanh quên lời.
vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đây thôi. Giọt sương vẫn rơi, tình mình vẫn hoài, thương nhớ đầy vơi. Chiều xưa ngồi bên anh, em nghe như đã xót xa trong tay mình. Một giây hồn lên đây, môi em thơm ngát đón đưa cơn say tây. Anh biết không anh, em như bóng mây tìm nơi đổ bên. Đâu bên xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi. Trời rào rát sáng, gió reo mùa đông. Chìm trong giá băng, bóng xuân mịt mùng. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nào. Còn thương nhớ nhau, còn nặng ngủ sâu muôn kiếp về sau. Xin kính chào quý vị. Khang chào đi. Ông Nguyên Khang xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trước thềm năm mới, năm Tân Sửu đúng không? Tân Sửu đúng rồi. Mà năm nay cũng là năm tuổi của Khang đó. Năm tuổi hơn. Đối với Diễm là năm tuổi hơn. Chúng tôi cũng không biết nói gì hơn là quý vị cũng, tất cả chúng ta vừa chứng kiến một cái trận dịch, phải nói là lớn nhất, mà nó làm cho tất cả mọi thứ phải ngưng lại và rất nhiều những cái sự xáo trộn trong đời sống của chúng ta. Thì Nguyên Khang và Diễm Liên không biết nói gì hơn là chỉ cầu mong cho tất cả chúng ta có thật nhiều sức khỏe trong năm nay và thật nhiều niềm vui
Khang nghĩ cái điều đó nó là quan trọng nhất đúng không? Điều cần thiết nhất lúc này. Và Diễm nghĩ là thôi thì mình vẫn cứ ăn Tết, Tết trong lòng vẫn là cũng là Tết đúng không Khang hả? Diễm cũng mong cho quý vị có một năm cũng là như Khang vậy, thật nhiều sức khỏe và mau mau được trở lại một cuộc sống bình thường, và được tụi Diễm được đi hát lại để hát cho tụi vị, cho quý vị nghe nghe live đúng không quý vị? Cảm ơn Happy quý vị nhiều lắm. Happy New Year. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả trong suốt thời gian qua đã luôn theo dõi, đồng hành và support cho MMG Studios. Quý vị khán giả thân mến, để tạo nên một cộng đồng chia sẻ về các sinh hoạt nghệ thuật và tương tác gần gũi hơn giữa quý vị khán giả thân thuộc với MMG, hiện tại MMG đang có chương trình tham gia trở thành membership bằng cách quý vị có thể đăng ký ngay vào trang Patreon của MMG Studios. Khi trở thành membership của MMG Studios, quý vị sẽ có cơ hội được download các nhạc phẩm hòa âm và music video của MMG với chất lượng tốt nhất. Các nhạc phẩm mới nhất cũng sẽ được cập nhật hàng tháng trong library của MMG Studios. Bên cạnh đó, các chương trình và music video mới của MMG sẽ được chính các membership trải nghiệm đầu tiên trước khi phát hành trên kênh YouTube của MMG Studio. Đặc biệt hơn, quý vị sẽ còn có cơ hội nhận được những phần quà giá trị từ MMG Studio và các nhà tài trợ thân thuộc khác. Sự ủng hộ từ các membership là một trong những động lực tinh thần to lớn để MMG có thể duy trì cùng nhau thực hiện những sản phẩm nghệ thuật chất lượng. Chà, hơi lâu rồi nghe Khanh. Sao giờ này chưa thấy tới nữa Khanh? Kiều, Tân nó đi đón Linh giùm. Giờ này nó chưa tới nữa, chắc nó ghé quán nhậu quá. Chắc mày nhờ mua cái gì rồi nè? Không có. Chứ bây giờ tới tiết mục gì rồi? Không, Tân hay ghé quán lắm. Hay ghé quán lắm hả? Ừ. Phải nhờ cái gì nó mới ghé chứ. Không, không, cũng ghé quán nhậu, nhậu. Vậy hả? Bây giờ thôi, bây giờ không có cái gì nhậu hết, thì nhậu đỡ cái này đi. Này là gì làm vậy? Shot này đi, đi rồi đợi tới luôn. Uống xỉn không? Này xỉn không thì không xỉn, nhưng mà nghe đồn uống này vô bổ lắm à. Vậy hả? Ừ. Uống thử coi. Thử nha. Cordyceps Plus hả? À, vô cái đi nè. À, vô cái đi. Vô nè, à, nhạc nè, vô. Vô. Vô nha, vô nha. Bực mình cái ông Khanh này ghê. Lo cái chương trình Tết gì mà vợ ông thầm đón bắt mình đi đón. Vợ thì nhờ mua sữa, chồng đi bắt mua bia. Tới rồi đó chị hai. Thôi nhanh lên đi Tân ơi. Băng nhạc chị hết bây giờ kìa. À hừ. Tới rồi kìa, trời ơi. Lẹ đi hai đứa, băng nhạc trời, đợi lẹ, nãy lẹ, giờ lẹ rồi đi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi. Thở cái đi, thở cái đi thở nè. Thở đó, để em thở cái đó. Thở cái nha, rồi. Rồi. Và sau đây sẽ là tiết mục mà chúng tôi chờ đợi nãy giờ. Mời quý vị hãy đến với ca khúc Đám cưới đầu xuân, sáng tác của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Ta cùng sách đôi ta cùng trường. Đường qua nhà em nghiêng nghiêng sân nắng nghiêng nghiêng mây hồng. Chiều nào đuôi bướm bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng. Rồi một ngày kia em khoe áo mới xanh hơn mây. Hai đứa chung vui khi xuân vừa tới thơ ngây cuộc đời. Trò chơi trẻ con em cô dâu mới chưa nghe nặng sâu. Chú rể ngẩn ngơ ra hái hoa cà lạp quả cưới cô dâu. Mười mấy năm qua anh xuôi miền xa bao lần đêm bước xuân qua. Anh ơi kỷ niệm xưa em còn giữ mãi trong lòng. Em biết không em, xuân này lại trở về đừng dừng chiều hoàng sương xuống. Thương sao là thương trong màu tím sắc hoa xưa. Dĩ vãng đâu trôi về nhập ta ngày thơ.
chuyện xưa, chuyện từ xuân trước xuân nay chưa nhòa. Anh nói em nghe, thương em từ lúc hoa chưa mặn mà. Cầu cho mùa xuân nồng nàn lên má em tôi đợi chờ. Giữa lòng chiều hoang, nâng cánh sim rực ngỡ màu tím hoa xưa. Miền xa bao lần đêm bước xuân qua. Anh ơi kỷ niệm xưa em còn giữ mãi trong lòng. Em biết không em, xuân này lại trở về đường rừng chiều hoang sương xuống. Thương sao là thương trong màu tím sắc hoa xưa. Dĩ vãng đâu trôi về nhắc ta ngày thơ. Chuyện xưa, chuyện từ xuân trước xuân nay chưa nhòa. Anh nói em nghe, thương em từ lúc hoa chưa mặn mà. Câu cho mùa xuân nồng nàn lên má em tôi đợi chờ. Giữa lòng chiều hoang, nâng cánh sim rực ngỡ màu tím hoa xưa. Giữa lòng chiều hoang, nâng cánh sim rực ngỡ màu tím hoa xưa. Đức Tân, Hoàng Thục Linh xin kính chúc quý vị khán giả năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài và vạn sự như ý. Sức khỏe là có Tết. Pfizer Pen, tinh hoa Nhật Bản. Kính thưa quý vị, mùa xuân thường là mùa mà gia đình chúng ta có thể quây quần bên nhau, cùng gói bánh chưng, cùng trang trí nhà cửa và cùng gửi đến nhau những lời chúc cho một năm mới vui tươi và an lành. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mùa Xuân Long Phụng Sum Vầy với tiếng hát của các ca sĩ trẻ Xuân Nghi, Mimi, Hoàng Pio và Kenny. Cháu sang năm lại đón Tết sang và kính chúc người người sẽ gặp lại.
không cần biết mình đang ở đâu. Cứ về nhà nhâm nhi miếng mứt rồi chào nhau. Chúc ông, chúc bà, chúc dì, chúc cậu năm mới phát tài, an bình và sống lâu. Các chị áo dài thướt tha, năm mới đi lấy lộc làm ra thoảng trên Vespa. Mùi cánh hoa đào ở đâu cứ thoảng qua. Tết đến không người yêu thì Honda về nhà. Cháu sang năm lại đón Tết sang và kính chúc người người sẽ gặp lành. Tết sau được nhiều lộc hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang và kính chúc người người sẽ gặp lành. Tết sau được nhiều lộc hơn nhạc phẩm Ngày Xuân Long Phụng Xuân Vầy. Có thể nói đây là một trong những bài mà Khanh thích nhất trong chương trình Xuân An Lành năm nay, produced bởi FWG Entertainment. Thì hôm nay Khanh có một vài người bạn đến từ FWG Entertainment. Xin giới thiệu quý vị trước hết, đó là Xuân Nghi, Music Director của FWG Entertainment. Em chào anh Khanh, em xin kính chào quý vị khán giả. Và hôm nay Xuân Nghi có đem đến thêm một người bạn nữa, một singer songwriter rất là mới của FWG Entertainment, Mimi. Hello em. Xin chào các bạn. Sắp tới đây bên FWG Entertainment thì em có cái, những dự án âm nhạc nào cho năm tới này không? Dạ, với sự đồng hành của FWG Studio thì FWG Entertainment trong năm 2021 có rất nhiều dự định khác nhau để sản xuất những cái bài hát mới, original songs đến từ Mimi và Xuân Nghi. Yeah. Và bọn em cũng có rất nhiều dự định sản xuất những cái chương trình ca nhạc nè, cũng như những cái chương trình giải trí khác trên cái khuôn khổ YouTube của FWG Entertainment. Thì cảm ơn tụi em đã tới MMG Studio ăn Tết năm nay. Yeah. Và tụi anh luôn luôn ủng hộ tụi em trên cái con đường nghệ thuật. Cảm ơn Khanh. Và sau đây xin mời quý vị trở lại với chương trình Xuân An Lành qua nhạc phẩm Tình Em Mùa Xuân, sáng tác của nhạc sĩ Trường Huy qua hai giọng hát Nguyên Khôi và Nguyên Tú. Lần đầu gặp em bỗng thấy vân vương màu mắt nhung huyền, từ đôi mắt ấy em đã cho nhiều ước mơ. Mình nhìn thật lâu, ánh mắt thiết tha thầm nói bao điều. Em đâu có biết anh đã yêu màu mắt em. Xin hãy cho anh được một lần nhẹ hôn lên đôi mắt ấy, cho xuân thêm đắm say, cho mình mãi yêu nhau. Kìa mùa xuân ngàn tia nắng ấm, cho lứa đôi yêu dài lâu suốt đời. Muôn hoa tươi thắm đón chúa xuân về khắp nơi. Thuyền mình em đàn tia nắng ấm, ta thắm nào
màu mắt nhung hề. Từ đôi mắt ấy em đã cho nhiều ước mơ. Mình nhìn thật lâu, ánh mắt cứ thở thầm nói bao điều. Em đâu có biết anh đã yêu màu mắt em. Xin hãy cho anh được một lần nhẹ hôn lên đôi mắt ấy, cho xuân thêm đắm say, cho mình mãi yêu nhau. Kìa mùa xuân ngàn tia nắng ấm, cho lứa đôi yêu dài lâu suốt đời. Muôn hoa tươi thắm, đón chúa xuân về khắp nơi. Kìa tình em ngàn tia nắng ấm, rơi ấm trong tim tình ta thắm nồng. Bên nhau em hỡi, con tim khẽ hát mùa xuân đến. Mùa xuân ngàn tia nắng ấm, cho lứa đôi yêu dài lâu suốt đời. Muôn hoa tươi thắm, đón chúa xuân về khắp nơi. Vì tình em ngàn tia nắng ấm, dưới ấm trong tim tình ta thắm nồng. Bên nhau em hỡi, con tim khẽ hát khi mùa xuân. Nguyên Khôi, Nguyên Tú xin kính chúc quý khán giả của MMG một mùa xuân an lành, hạnh phúc. Ôi, em chào anh chị lâu lắm rồi, em mới gặp anh Khanh với chị Linh luôn á. À, không biết là gần Tết rồi thì gia đình mình đã có những cái chuẩn bị gì cho Tết chưa? Nè. Dạ thì thực ra thì cũng hơn một năm rồi em không có thấy chị Linh trên MMG hay là ra những cái sản phẩm mới, thì cái lần này xuất hiện có phải là đánh dấu cho lần trở lại với nghệ thuật của chị không? Đúng rồi em, cũng khá lâu chị mới hoạt động lại. Yeah. Phần lớn là tại vì chị mới sinh em bé trai. Yeah. Nhưng mà năm mới này thì chị cũng đang chuẩn bị rất là nhiều project mới và MV và những sản phẩm, cho nên cũng mong là quý vị nhớ ủng hộ và đón xem. Dạ, chúc mừng anh chị nha. Và mọi người cũng nhớ là hãy ủng hộ những cái project sắp tới của chị Hoàng Thục Linh. Còn anh Khanh ơi, thì em không biết là trong năm 2021 thì MMG Studio của mình sẽ có những cái điều gì mới mẻ mà anh có thể chia sẻ với mọi người được không? Có cũng nhiều em. Thì rất nhiều dự án âm nhạc mà anh em ở tại Studio muốn thực hiện trong năm nay. Trước hết là chương trình Gemini vẫn tiếp tục gửi tới quý vị khắp nơi. Và cái mới nhất nữa đó là quý vị có thể vào MMG Studios để vô một cái fan club, một cái membership nhỏ nhỏ qua patreon.com. Thì khi mà vào đó thì các fan có thể tương tác với nhau, nói chuyện với nhau, trò chuyện với nhau về âm nhạc, về những sản phẩm của MMG. Wow. Và có thể download những bài hát quality của studio mà tụi anh nghe tại studio. Đó là những món quà cho các fan, cũng như là những sản phẩm mà nón của MMG, áo của MMG, những người vô những cái membership đó có thể sẽ được tặng những cái sản phẩm đó trong những cái dịp bất ngờ. Wow, tuyệt vời quá. Thì em cũng năm mới em sẽ chúc anh chị là sẽ đạt được thật nhiều thành công với những cái dự định, những cái project sắp tới của chị Linh cũng như là của MMG Studio. Kính thưa quý vị, xuân về, một thoáng bình yên bên những cụ già tóc đã bạc phơ, mỉm cười chờ ngày con cháu về đoàn tụ. Một thoáng thanh xuân khẽ khàng qua những cái đan tay của nam thanh nữ tú. Mùa xuân chảy lọc, mùa xuân lễ hội, mùa xuân tràn đầy sự ấm áp và yêu thương. Sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đoạn Xuân Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua tiếng hát của hai ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn và Ái Ni. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa tràn tiếng
rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa nhịp nhàng xuân đêm, nghe bước chân tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân, vẫn muôn đời yêu mến xuân. Nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi ôi nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng già sao hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Xuân trong bướm hoa đang có tình, còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi mong đợi xuân. Xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi ôi nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng dạt dào hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thắm duyên, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình, còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi mong đợi xuân. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi mong đợi xuân. Đầu năm mới, Phi Triển thay mặt tất cả các anh chị em ở đây xin kính chúc cho tất cả quý vị một mùa xuân thật là nhiều an lành và thật nhiều sức khỏe, và nhớ là lúc nào cũng phải tập thể thao và bảo vệ sức khỏe của mình nha quý vị. Một năm mới thật an lành, xin cảm ơn rất nhiều. Kỹ nghệ tân tiến ngày nay mang lại nguồn nước sạch và dinh dưỡng đến mỗi gia đình. Tyen Alkaline Water có thiết kế sang trọng, tiện lợi với khả năng tạo nguồn nước có tính kềm cao để uống, nấu ăn, tẩy rửa và nhiều chức năng khác. Tyen Alkaline Water, nguồn nước cho sức khỏe. Tư vấn miễn phí và đặt mua xin gọi 866-676-9818. Tyen Alkaline Water, sự lựa chọn nguồn nước sạch bổ dưỡng của gia đình Hoàng Thục Linh và Quốc Khanh. Chúc ông, chúc bà, chúc gì, chúc cậu năm mới phát tài, an bình và sống lâu. Ai có tâm hồn yêu cái đẹp mà chưa từng một lần rung động trước sắc xuân. Xuân về như hồi sinh sức sống cho muôn loài. Xuân về trên đầu cây ngọn cỏ, xuân về trên những góc phố thân quen. Và chim muông ở khắp nơi cũng ùa về để tạo thành một bài ca xuân rộn ràng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Sắc Thắm Mùa Xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh qua tiếng hát của hai nữ ca sĩ Diễm Liên và Hồ Hoàng Yến. Bướm hoa ngàn tia nắng lấp lánh hạt sương, xuân đến ríu riết chim ca muôn hoa thắm khoe màu, thế gian bừng sáng náo nức lòng người, rộn ràng tiếng
cả. Đàn em bé áo mới đùa vui, em gái é ớt son tươi, anh trai hé môi cười, hẹn nhau xuân mới sẽ nên duyên thành đôi. Trong hơi thở mùa xuân, thế gian chan chứa niềm vui, hát vang khúc hát yêu đời, xiết tay ấm áp tình người trên môi thắm. Xuân chín kết mối lương duyên và mùa xuân đến. Hai chị em xin kính chào quý vị. Thông Yến chúc Tết quý vị đi. Nhân dịp đầu năm mới, Diễm Liên, Hồ Hoàng Yến xin chúc cho tất cả khán giả trên khắp toàn thế giới một năm mới được an khang, thịnh vượng và bình an, và nhất là sức khỏe nha quý vị. Xin chúc cho tất cả mọi người luôn được an lành và nhiều sức khỏe. Xin chúc chào. Mùa xuân của những người lính đóng quân xa nhà là nỗi thương nhớ khắc khoải của người mẹ già luôn đau đáu chờ con trở về để đoàn tụ với gia đình. Và những khắc khoải đó, những tâm tư đó sẽ được thể hiện qua liên khúc Mùa xuân đó có em, một sáng tác của anh Việt Thu, và Cảm ơn, một sáng tác của Trịnh Lâm Ngân qua tiếng hát của hai nam ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn và Ngọc Đức. Hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn.
sẽ buồn hơn mấy còi mai già. Mà mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả, dành cho em tình yêu rất là. Dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay yêu hắt giọt lệ đầy. Em có nghe trời vào xuân chưa? Bên sông từng giọt nắng vàng chợt lứa thưa, và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đồng đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân giờ. Lời tình đồng đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân giờ. Chứ cô em học trò, này là bánh chưng mẹ ra từ tay gọi gửi cho con, này là áo len bao nhiêu đêm đâu em ngồi em đan, nay em gửi ra đến chiến trường mang chút tình hậu phương thương mến. Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh chưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo lên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng ấm đến với linh. Bài hàng của con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân nồng ngày mai. Và gửi đến em bao nhiêu
xuân đông ngày mai. Là một người làm nghệ thuật, Hoàng Tục Linh rất quan trọng sức khỏe và làn da của mình. Làn da thường xuyên make up, tiếp xúc với ánh đèn, cộng với việc tuổi tác ngày càng lớn dần, không tránh khỏi tổn thương như nám và sạm da. Với Linh, đẹp là phải khỏe bên trong và đẹp bên ngoài. Và Linh đã tìm được giải pháp cho mình. Hyaluronan Collagen Premium with Swallow's Nest. Collagen, vitamin C kết hợp với tinh chất tổ yến giúp Linh có một cơ thể khỏe mạnh và làn da xinh đẹp. Fine Japan Collagen với tinh chất tổ yến, khỏe bên trong, rạng rỡ bên ngoài. Không biết là gần Tết rồi thì nhà anh mình có chuẩn bị gì chưa anh? Nhiều lắm em ơi. Dạ, kính thưa quý vị, thì ở bên cạnh Đào là anh Bảo. Anh là chủ của một chuỗi các nhà hàng ở khu Little Sài Gòn mà đã có mặt rất là lâu đời. Mà Đào tin rằng những quý vị nào mà ở tiểu bang khác đã tới Little Sài Gòn chơi thì chắc chắn là đã phải ghé một trong những nhà hàng của anh là Quán Hỷ, Quán Hợp, nhà hàng chay Hoa Nguyên và Phở Bắp Hoa. Thì ngày hôm nay anh Bảo có mặt trong chương trình Xuân An Lành với ý muốn là muốn gửi tới cho mọi người những cái lời chúc Tết trong năm mới. Anh cảm ơn Đào. Xin chào quý vị, nhân dịp xuân về và qua chương trình Xuân An Lành của MMG Studio, Bảo và đại gia đình nhà hàng xin cảm ơn quý vị 25 năm qua, những quý vị gần xa trong nước, ngoài nước đã ủng hộ. Rất cảm ơn và năm mới, Bảo xin kính chúc quý vị an khang, thịnh vượng và dồi dào sức khỏe. Xin cảm ơn. Em cảm ơn anh Bảo và cũng chúc cho chủ nhà hàng của anh Bảo lúc nào cũng buôn may bán đắt và chúc anh năm mới vui vẻ. Kính thưa quý vị, tình yêu là sự rung động của một tâm hồn. Khi tìm được một tâm hồn đồng điệu, sự hòa nhịp của hai trái tim sẽ làm cho mọi vật xung quanh ta trở nên tươi đẹp hơn biết bao nhiêu. Những thổn thức ấy, những rung động ấy sẽ được thể hiện qua một nhạc phẩm nước ngoài lời Việt mang tên Xuân Vui, Xuân Tươi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của 4 nam ca sĩ Nguyên Khang, Quốc Khanh, Đoàn Phi và Đức Tân. Em biết không em ơi, em là mây với trăng giữa muôn ngàn tình tu. Mang theo mùa xuân, xuân bình yên thắm tươi. Nếu em gần bên anh, những yêu thương dành cho em, dành cho em. Nụ hôn đam mê vòng tay ân ái, gió xuân đưa hương, tiếng ca yêu thương cho lòng ta vẫn vương. Xuân đẹp nhất trên đời, em xin em tươi, em đẹp cả ngày trời. Người người cùng nhau chào đón mùa xuân mới. Năm nay mong sao cho cuộc sống thanh bình. Hãy lùi bỏ dịch bệnh, đang hoành hành khắp nơi. Xuân ta bao âu lo, bao sợ hãi, bao nghi ngờ. Bạn bè cùng ngồi lại, ta cùng chúc nhau ly rượu mừng. Em biết không em ơi, em là mây với trăng giữa muôn ngàn tình tu. Em đến mang theo mùa xuân, xuân bình yên thắm tươi. Nếu em gần bên anh. Những yêu thương dành cho em, dành cho em. Nụ hôn đam mê vòng tay ân ái, gió xuân đưa hương, tiếng ca yêu thương cho lòng ta vẫn vương. Xuân cho trọn yêu thương.
bay trong mùa xuân cho trọn yêu thương. Xuân sẽ mãi yên vui trong tình yêu, nàng xuân luôn đẹp tươi nồng ấm. Khỏe là có Tết. Pfizer Pen, tinh hoa Nhật Bản. Trong bốn mùa, mùa xuân có thể nói là mùa đẹp nhất, không chỉ vì cái nét yêu kiều diễm lệ của nó, mà còn vì cái khí trời ôn hòa và ấm áp. Mùa xuân là mùa của đất trời giao hòa, mùa của hy vọng và hạnh phúc, mùa của mùa màng ấm no và sum họp. Sau một năm đầy biến động, chúng ta ở đây để cầu chúc một năm mới tốt đẹp hơn và một mùa xuân an lành. Mang bình an qua đây, người người cùng đón Tết xuân về đây, nắng xuân tô hồng.